điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác khách hàng thân yêu. Đến với trung tâm điện tử Anh Phương là đến với một cơ sở chuyên phân phối hàng mỹ mái, hàng VIP. Các bác đang được chứng kiến buổi test rất là hoành tráng và cực kỳ hay về những cặp loa siêu lời đến từ Mỹ. Trước mắt các bác thì trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Phương sẽ giới thiệu các bác hàng mới về ba cặp loa siêu lời của Mỹ với những dòng loa đời cao để cho các bác có thể lựa chọn. Nghe không khác gì dàn âm thanh chuyên nghiệp. Nó không còn là những dàn karaoke thông thường nữa các bác, mà nó mang đậm cái chất âm của một dàn nghe nhạc chuyên sâu, cũng như một dàn mà chúng ta thường thấy dàn 5 thớt, 8 thớt mà chúng ta được nghe trước đây. Hay quá trẻ luôn. Các bác cùng lắng nghe chi tiết về hai cặp loa lời này. Tiếng của nó cực kỳ mịn. Một cặp loa Mpro 500 JBL. Đây là dòng loa siêu lời. Chắc các bác rất ít khi gặp cái cặp loa như này đúng không? Bát quyết cho bác. Không cố. Chép kèm đi nào. Hoàn hoa khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày mai. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên ngôi thiên trầu cao. Bên chú rể hiền xin đưa này vừa đôi, quan viên ai họ chúc mừng, nên đôi vợ chồng lên ngôi thiên trầu cao. Tại thì em đang đánh hai đôi, một đôi bên dưới này em đang đánh với một đôi loa gì đây nữa. Dòng này là loa bắt. Hay, ôi trời, nghe ngọt thật. Thùng thì còn nguyên bản luôn nữa. Đây là còn nguyên đinh đàn bái này. Hai quả đều có lốt bằng vít này. Ở Việt Nam mình làm gì có là quá. Mpro 510 dòng loa Mỹ, thùng gỗ sơn sần, bát huyết chất kèn titan. Còn bên dưới này chúng ta có một đôi gì về nữa. Đôi này hay tuyệt vời, tiếng bát mềm nhũn luôn. Đôi này em trước về được 3 đôi em bán hết luôn. 2 đôi bán 8340A. Dòng sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Đôi này các bác nghe nhạc trong những phòng gọi là trà cũng sướng, hoặc là nhà thờ, hoặc là những phòng nhỏ nhỏ, hoặc là những bác đương đang có một đôi loa hay rồi, thêm một đôi loa siêu lời này vào nữa thì em nghĩ rằng là chấm hết luôn. Gọi là hết nước chấm luôn các bạn. Không hay không lấy tiền, riêng về loa Mỹ, đặc biệt là loa lời này, không hay không lấy tiền. Em thề với các bác ngồi nghe này, nó có sướng hơn cả loa to luôn. Nghe nó tí tách nó hay thật. Đôi loa bên trên này, hiện tại đang có giá là 12 triệu đồng. 12 triệu đồng đôi loa 510. Đôi loa bên dưới này hiện tại đang có giá là 9.500.000 đồng tại cửa hàng. Giá ship sẽ là 10 triệu. Đôi này là 12 triệu. Tiền nào của đấy hết các bác. Chắc chắn các bác bỏ ra số tiền chục triệu, hơn chục triệu.
các bác được quyền hưởng cái chất âm phải nói rằng là có 102 mà những nhà khác chưa thể có được. Em đây em không đánh cái gì cả, em đánh mỗi hai đôi này thôi. Một đôi đặt đất, một đôi đặt trên cọc này. Mà phải nói rằng nghe nó không muốn về luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều. Hàng bao zin, bao đẹp cho các bác. Hàng không có nhiều. Những hàng này em về em bán rất là nhanh. Cho nên bác nào mà xem được video ngày hôm nay, xin mời các bác hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh và hãy cùng bật chuông lên. Và hãy cùng gọi cho anh Phương với số máy 097-198-555 để sở hữu ngay đôi loa, hai đôi loa siêu lời này các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.